công ty điện tử Hai Nguyễn, công ty Auto Hai Nguyễn. Tôi xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay buổi chiều thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018, Hai Nguyễn tiếp tục được thực hiện niềm vui của mình, đó là test được những thiết bị âm thanh mà các bác đã tin tưởng, tin yêu, tin dùng từ công ty điện tử Hai Nguyễn. Đó là đồ loa DK Bass 30, chiếc kèn titan từ 19 họng 76, còn chiếc là từ 12 họng 44, ê căng màu vàng, thể hiện sự quyền lực cao quý. Đồ loa này có nguồn gốc xuất phát từ Anh Quốc, một đất nước có rất nhiều truyền thống và các thợ thủ công cũng như là đồ minh nghi, mỹ nghệ trên thế giới. Đồ loa này hình như là bán rất chạy, cho thêm âm hết sức tương giống cực uy lực. Cái chiếc này sáng, song các kèn tan, chung ngọt ngào, sâu sắc, uy lực có, sức mạnh có, mềm mại có, độ lặng có và đẹp mắt có. Đây là chiếc màu vàng, màu hoàng gôn, rất là đẹp. Và Hai Nguyễn này sẽ test liền lúc cho các bác có thể sau. Thứ nhất là hành trình các bác Võ Công Thức. Bác Võ Công Thức là một trong khách hàng thường xuyên nhà anh Nguyễn. Bác ấy lấy giúp Hai Nguyễn bác thuộc số 1 hẻm 55 đường Nguyễn Văn Linh, phường là ấp Trường Thiên, xã Trường Hoa, Hòa Thanh, tỉnh Tây Ninh. Bác lấy một cục đẩy bốt bãi Mỹ MA 2.8 32 đèn cực khỏe và một đôi là DK X6. Thì đây chính là sản phẩm của bác Hành như đã đưa lên YouTube để bác sẽ ngắm nhìn và sẽ biết trước được cái sản phẩm của mình khi nhận hàng. Đẹp không tìm vết, một dòng loa mới cực xuất sắc và khẳng định với bác là công tôi loa Hành như đoán rất nhiều và chưa có một bác nào chơi dòng loa này. Đó là Bass 30 gân dầu lụa, tiếng trống hết sức quyền lực và hay. Và đây chính là cụ đẩy bốt và Hành viên test bác công. Đây chính là một dòng cụ đẩy Mỹ rất là hay. Đây em test kết hợp từng kênh mới nhá. Đấy, từng kênh một. Và em khẳng định bác công cụ đẩy cực quần chất, chưa can thiệp sửa chữa, chưa can thiệp sửa chữa luôn, cực hay luôn. Bây giờ em test bản trống để các bác nghe được sự uy lực của dòng loa DK tỏa sáng. Một ca khúc không lời, ta cùng nghe nhé. Tiếng nó cực chất. Và DK rất hay. Các em nhận số điện rất khủng luôn nhá. VK rồi. VK 12. Em sẽ thử bản trống trực tiếp đôi loa bốt, cục đẩy bốt và đôi loa DK phát. Như thịt sông. Cực khủng. Bác chỉ cần một cục đẩy và một đôi loa quá đủ cho một cuộc tình, sức mạnh quá, ngọt ngào quá, du dương quá, dốc sách nhẹ tan quá, tan biến quá. Đó là những thiết bị hành Nguyễn cấp trên thị trường Việt Nam. Cảm ơn bác Võ Công Thức đã tin tưởng lần thứ hai dùng sản phẩm Hành Nguyễn. Chúc bác thành công.